Nhã Phương lên tiếng về tin sắp cưới Trần Giang. Quý vị và các bạn thân mến, diễn viên tuổi thanh xuân cho biết trải qua sóng gió, cô nhận ra hạnh phúc là điều giản dị. Nhã Phương đến lễ trao giải VTV Awards 2016 cùng bạn diễn Trang Theo, không phải Trần Giang. Dù bận rộn với lịch quay liên tục của phim Tuổi Thanh Xuân 2, cô vẫn tươi tắn. Cầm chiếc cúp danh hiệu diễn viên ấn tượng nhất, ánh mắt cô long lanh hạnh phúc. Trước khi bay sang Hàn Quốc, cô chia sẻ với phóng viên về cuộc sống và tình yêu với danh hài Trần Giang. Phóng viên đặt câu hỏi, được nhận giải nữ diễn viên ấn tượng lần 2 của giải VTV Awards, mọi người cho rằng đó là điều không quá bất ngờ vì chị sở hữu lượng fan hùng hậu. Nhã Phương trả lời, thật sự đến với lần trao giải năm nay tôi thấy mình may mắn, được lọt vào top 5 cho thấy thành quả mình làm việc một năm qua được ghi nhận. Tôi là diễn viên mới, nhờ được nhiều tình cảm của khán giả, nên dù có chiến thắng hay không với tôi không còn quan trọng. Tuy nhiên, tôi rất hạnh phúc khi nhận giải. Tôi không nghĩ mình lại được giải lần này vì năm nay tuy tham gia vào hai bộ phim Khúc Hát Mặt Trời, Zippo Mù Tạt và Em, nhưng tôi tự nhận thấy có rất nhiều đồng nghiệp có những vai diễn ấn tượng hơn. Chính vì thế, khi đạt giải tôi quá bất ngờ và đến giờ vẫn không thể tin nổi. Tiếp tục với câu hỏi, chị có hài lòng với sự thể hiện của mình trong phim Khúc Hát Mặt Trời? Nhã Phương cho biết, tôi may mắn được hãng phim VFT chọn mặt lưới vàng vào hai bộ phim tốt, được hãng đầu tư nghiêm túc. Đây là hai phim với hai nhân vật khác nhau để tôi thỏa sức thể hiện khả năng diễn xuất. Được ưu ái nhưng tôi cảm thấy mình còn thiếu sót rất nhiều. Nếu cho tôi trở lại trước đây, chắc chắn tôi sẽ nỗ lực thêm để vai diễn của mình hay hơn nữa. Còn với câu hỏi, Tuổi Thanh Xuân đã trở thành bộ phim gắn liền với tên tuổi của chị, nhưng phim làm phần 2 thường dở hơn phần 1, chị có bị áp lực về điều đó? Nữ diễn viên chia sẻ, không chỉ mình tôi áp lực mà cả ekip đoàn phim đều cảm thấy như thế. Bản thân tôi khi được nghe tin làm lại phần 2 thì quá mừng. Được gặp lại ekip, những người mình nghĩ không còn gặp lại thì còn gì vui sướng hơn. Nhưng tôi cũng lo lắng vì nghe mọi người nói đa phần là phần 2 sẽ dở hơn phần 1. Làm sao để cuốn hút như phần 1, đó cũng là khó khăn của diễn viên, kịch bản. Cũng bởi áp lực, tôi cũng sợ làm không tốt nên chỉ biết cố gắng dùng hết sức cho phim. Nói nhẹ có vẻ lý thuyết nhưng thực tế là cả năm trời tôi chỉ nhận làm một phim Tuổi Thanh Xuân 2 thôi. Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi, không chạy show, điều này ảnh hưởng thế nào đến thu nhập của chị? Nhã Phương trả lời, tính tôi hơi cứng nhắc, khi nhận lời nghĩa là tôi thích phim, thích nhân vật, vì thế tôi sẵn sàng bỏ đi nhiều lời mời tốt. Ai cũng bảo tại sao tôi không làm hai phim cùng một lúc, tôi đang tập trung cho Tuổi Thanh Xuân, nếu làm thêm phim nữa thì sợ bị phân tâm. Tôi quan niệm là một phim cho tốt còn hơn cả hai đều gian dở. Khi đã hoàn thành xong phim, tâm trạng thoải mái mới tiếp tục làm phim tiếp được. Phóng viên hỏi, chị không bị áp lực tiền bạc thì đã có người yêu hỗ trợ nên không cần chạy show. Nhã Phương cho biết, thu nhập thì ai cũng lo rồi, bản thân tôi luôn phải suy nghĩ trang trải thế nào với thu nhập từ một phim. Mọi người cứ định kiến, nghệ sĩ thì sẽ giàu, tha hoa, còn nghệ sĩ nghèo lắm, không dễ dàng mua nhà, xe hơi đâu. Một năm sống thế nào với cát tê của một phim là áp lực không nhỏ đâu, nhưng may mắn tôi có thu nhập thêm từ quảng cáo, event. Tôi là người tự lập từ nhỏ nên không có chuyện dựa vào người yêu. Khi được hỏi, Trần Giang của đoạt giải nam diễn viên hài ấn tượng lần này nhưng anh ấy vắng mặt, vậy anh ấy chia sẻ với chị thế nào khi biết tin chiến thắng nhiều đối thủ nặng ký? Cô cho biết, anh Giang đang đi lưu diễn ở nước ngoài. Tôi cũng bất ngờ và vui khi những lao động nghiêm túc của anh ấy đã gặt hái được thành quả tốt đẹp. Ngay sau khi nhận giải, tôi phải vội vã ra sân bay đi Hàn Quốc. Chưa kịp nói chuyện với anh, nhưng tôi đoán anh ấy sẽ rất vui mừng khi biết tin. Với câu hỏi, em gái chị từng tiết lộ chị hay khóc, sống tình cảm, vậy yêu đồng nghiệp đào hoa như Trần Giang, chị có lo lắng? Nhã Phương cho biết, tôi nghĩ cuộc tình hay công việc thì đều phải đối diện với khó khăn. Tuy nhiên, khi đối diện với nó giúp cho mình trưởng thành hơn, biết điều gì mình mong muốn nhất. Trong cuộc sống cái gì cũng có hai mặt. Mọi người thường nói tôi mong manh, dễ khóc, nhưng qua những khó khăn, tôi thấy mình lớn và vững vàng, chững chạc nhiều. Tôi nhận ra hạnh phúc không phải ở đâu xa, mà là những gì bình yên và giản dị nhất. Hiện tại tôi hướng tới là cuộc sống nhẹ nhàng. Cuối cùng với câu hỏi, vừa rồi Trần Giang khiến mọi người bất ngờ khi ra Đà Nẵng tặng hoa và ghi những dòng hứa hẹn đầy yêu thương với chị. Có tin đồn chị và anh ấy đã đính hôn và đám cưới sẽ không còn xa. Nhã Phương cho biết, nếu có cầu hôn thì tôi sẽ cho mọi người biết. Còn chuyện đám cưới vẫn là câu chuyện của thời tương lai. Tôi không dám nói trước điều gì, nếu thiên thời địa lợi thì nhân sẽ hòa.